Trả nó nhà em ơi. Quên lắm quá. Trời ơi, chai này chai thứ 8 rồi đó em. Chai thứ 8 á, em mới không hiểu. Đại lại hả? Để lại cho nó tỏa lên xíu rồi vậy nào em ụp lại là anh mở ra nghe. Rồi bây giờ anh làm cái gì với cái này đi? Xong. Nó nóng lắm. Gì? Nó nóng lắm. Nó nóng bốc khói lên mới gọi là xong. Xong cái này mau hết bệnh, đổ mồ hôi ra là khỏe liền à. Em. Mặc dù cái dầu của em á, nghe em kể là nó tốt hơn thuốc bác sĩ, nhưng mà lần đầu tiên mà xong mà bỏ dầu vô như vậy á, anh mới thấy luôn á. Mà chồng quá à. Cái gì mới lần đầu tiên thấy không à? Thì bây giờ có lần đầu có lần hai đúng không? Ừ. Cái gì mà mới chưa biết thì tập cho nó đỡ bỡ ngỡ, chùm chút xíu là quen hà. Ráng nha, hít mũi thở miệng là mình khỏe được không? Được nha, hít mũi thở miệng cố lên nha. Chuẩn bị nè, chùm đây kéo cái nồi vô cho em. Rồi hít mũi thở miệng. Cái gì nữa? Chồng ghê quá. Bây giờ sao đâu, cái dầu gió tốt nó mới giải cảm được. Anh bệnh nay ốm lội hai lỗ tai rồi, ráng khỏe giùm em nha. Chùm vô đi. Ủa trời đất ơi. Hả, cái gì vậy? Sao có nhà toàn mùi dầu không vậy chị? Ủa, mới qua chơi hả? Qua chơi gì? Sao nhà mùi dầu không vậy? Tưởng ủa? Anh bị gì vậy? Anh ơi, đang xong nè. Xong cái gì? Đang xong cho ảnh đổ, chị đổ dầu vô trong nước sôi á. Ra thở xíu đi. Trời ơi chị ơi. Hả? Chị bỏ dầu vô đây cho ảnh xong hả? Trời đất ơi. Thôi mà, trời ơi chị đổ hả, hết 8 chai dầu vô đây đó. Chị ơi, chị không biết là anh hai của em là anh sợ mùi dầu gió hả? Em cũng sợ mùi dầu gió luôn. Em thấy chị giống như chị bị cuồng dầu gió phải không? Em thấy cái gì chị cũng xài dầu gió hết trơn vậy. Bệnh hoạn kiểu nào chị cũng xài dầu gió. Bữa hổm em đau bụng chị còn bắt em uống dầu gió vô giờ rác cổ họng muốn chết đi nè. Rác cổ họng nhưng mà em thấy khỏe không? Không khỏe gì hết. Không khỏe là lại do cái cơ địa của em, hiểu không? Dầu gió là gì, là thiên nhiên thì để từ từ. Bà mình ơi, bà làm kiểu đó nghe là dầu gió chưa hết bệnh là thấy bị ngộ độc dầu gió rồi đó. Không có ngộ độc, làm sao ngộ độc? Ông bà mình trước giờ là dùng dầu gió, bệnh á là bắt đầu hết dầu gió. Còn cái dù không được á thì mình đổ vô mình xong, còn không được nữa mình uống, hiểu không? Đây nè, tôi uống nè. Uống đó. Có hết đâu? Không hết, từ từ. Thôi để đi. À, nồi ra thì có sao không? Ơi, xong lại giùm em đi làm bị ngộ độc đó. Ơi, xong lại đi, xong lại đi. Bị ngộ độc. Ngộ độc. Bị ngộ độc mà. Không có ngộ độc. Bị ngộ độc mà. Không có ngộ độc. Ôi đừng ơi nè. Tôi sắp hết bệnh rồi. Nói thấy chưa? Anh hai. Chưa anh. Ơi, trông. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Chúng ta biết rằng dầu gió đó là một cái loại có tinh dầu, và thông thường người ta sản xuất từ các cái loại lá có tinh dầu, hoặc là có cái măng tôn như từ bạc hà, hoặc là eucalyptin, eucalypton, hoặc là camphor. Thì tất cả những cái thành phần hoạt chất này gây nóng, gây ấm, có mùi thơm. Thì khi mà chúng ta biết các thành phần hoạt chất của nó thì chúng ta hiểu rằng nó có tác dụng dược lý. Và cái tác dụng dược lý này tùy thuộc vào liều lượng sử dụng, tùy thuộc vào vị trí, có thể tốt, có thể không tốt. Trong tiểu phẩm vừa rồi có nêu những cái tình huống dùng dầu gió để xông hay dùng dầu gió để uống để chữa đau bụng. Thì dùng dầu gió để xông có thể sử dụng. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp chúng ta không có những vật liệu để nấu cái nồi xông, thì chúng ta chỉ nấu nước sôi cho một ít dầu gió vào để có tinh dầu, và nó giúp cho thông thoáng, nó làm cho ra mồ hôi, nó làm cho giải cảm, cho hạ sốt, có thể được. Tuy nhiên, dùng dầu gió để uống là hoàn toàn không nên. Bởi vì các cái thành phần, cái hoạt chất á, từ cái măng tôn cho tới eucalypton cho tới camphor, tất cả những cái thành phần này đều gây kích hoạt cái niêm mạc. Và niêm mạc mũi, niêm mạc họng miệng, tất cả đều có thể bị kích hoạt và có thể gây viêm, gây loét trên cái niêm mạc này nếu chúng ta sử dụng cái liều lượng không hợp lý. Và như vậy hoàn toàn không nên uống, chấm ở tai rồi chấm ở lưỡi. Ngoài ra, nếu mà chúng ta sử dụng nó ở cái liều lượng nhiều ở ngoài da, nó thông qua cái hệ thống của lỗ chân lông, nó hấp thu vào bên trong, nó có thể ảnh hưởng lên thần kinh, lên mạch máu. Và khi đó người ta dùng cái từ ngộ độc, đó là quá liều của eucalypton, quá liều của camphor, nó đều có thể gây ảnh hưởng đến cái hoạt động sinh học của cơ thể nói chung. Đến đây xin kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.